Phần lớn những người trồng cây ăn quả với mục đích kinh tế rất cân nhắc trong việc lựa chọn những giống cây trồng. Vì vậy mà hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến người trồng bộ hạt giống cây ăn quả lâu năm, chắc chắn sẽ giúp bà con có được nguồn lợi nhuận khủng, cũng như sở hữu một vườn cây ăn trái mướt mắt. Táo đỏ lùn là giống cây ăn quả lâu năm được nhiều người lựa chọn để trồng. Giống đặc biệt nhanh cho thu hoạch và rất dễ chăm sóc. Táo đỏ lùn 2 năm tuổi có sản lượng trung bình từ 15 đến 20 kg trên cây và sản lượng tăng dần theo độ tuổi của cây. Giống táo đỏ lùn có quả to tròn, vỏ màu đỏ điểm thêm các sọc vàng nhạt, thịt giòn ngọt, ăn rất thơm. Đặc biệt táo đỏ cắt ra vẫn giữ được màu trắng tinh khôi, không bị xỉn trong nhiều giờ đồng hồ, làm say đắm lòng người. Nho pháp lùn khác với những giống nho pháp thường, nho pháp lùn chỉ mất từ 6 đến 8 tháng gieo trồng đã cho trái. Nho pháp lùn ít sâu bệnh, nhanh leo giàn, khả năng chịu hạn tốt, trung bình cho thu hoạch khoảng từ 40 đến 50 tấn trên 1 hecta. Nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật và thời tiết thuận lợi, có thể đạt tới 80 tấn trên 1 hecta. Trái nho tròn, căng mọng, có nhiều màu, mỗi chùm từ 30 đến 50 trái, khi ăn rất giòn và ngọt. Cho trái quanh năm nhưng thường rộ nhất là vào mùa xuân. Lựu lùn đỏ Ai Cập là giống cây ăn quả lâu năm chỉ cao từ 1 đến 2 mét, nhưng lựu lùn đỏ đậm Ai Cập cho ra nhiều quả to và nặng, có màu đỏ au, khi ăn vị ngọt mát hơn các giống lựu khác tại Việt Nam. Đáng nói hơn đó là lựu lùn đỏ đậm Ai Cập phát triển rất nhanh, cho thu hoạch khoảng 18 đến 20 tháng trồng. Chúc các bạn thành công, cảm ơn các bạn đã xem video.